Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án là Suncow Airdrop. Thì chương trình Airdrop này nó sẽ chiết ra tổng 20% tổng nguồn cung của token này dành cho 20k member nha các bạn. Thì ăn chia tổng 20% tổng nguồn cung là rất là nhiều nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở link form các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join sau kênh trailer. Con này được xây dựng trên chuỗi mạng Solana nghe các bạn. Rồi bạn join chào Airdrop nè, rồi bạn bắt đáp nè. Rồi tiếp tục thì các bạn copy hashtag này nè các bạn, từ chữ Suncow đến chữ Suncow nè. Các bạn follow, like và tweet nha các bạn, theo dõi nè. Dự án của bò sữa các bạn like nè. Các bạn chỉnh dẫn cho bài viết cái game nè các bạn. Các bạn dán hashtag vào người ta các bạn. Giờ tăng ba người bạn mình vào, rồi bạn tweet lên nè. Sau khi tweet lên xong thì các bạn bắt đáp lên nè các bạn. Điểm đầu tiên các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền là username tại Twitter các bạn đã follow dự án các bạn, account winvn9. Cái máy của mình nhắn tin nó chậm quá nên mình ít có nhắn tin với các bạn được. Rồi tiếp tục các bạn retweet nha các bạn, cái link retweet nè. Và nhấp ba bên cùng, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn chia sẻ lại cái bài các bạn đã tweet cái bài Suncow các bạn, rồi bạn bắt đáp lên nè. Rồi các bạn gửi vào link retweet cho đây nè. Tiếp tục các bạn điền là username Telegram các bạn đã join sau dự án nha các bạn, cộng anh 301 302 nè. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với solet.io nha các bạn. Thì mình cũng có cái video hướng dẫn các bạn tạo ví như Sun Wallet nha các bạn. Rồi bạn bấm đáp, bạn mở khóa nè. Thì các bạn copy địa chỉ với Son giúp mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm đáp lên nè. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi, cái mã giới thiệu này thì các bạn điền giúp mình là cộng anh 361 362 mà đã giúp mình link mô tả video nha các bạn. Thì sau này token này nó sẽ có về thì mình sẽ thông báo cho các bạn ác con sắt của nó sau nha các bạn. Rồi đây thì lớp cấp tra 16 cộng 11 cũng sắp bằng 17 nè. Rồi các bạn bấm gỡ là xong nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận token Suncow đến đây kết thúc. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.